Spider-Man đang tắm cát thì bị bắt quả tang. Cũng là một trong các siêu anh hùng, nhưng mà nó lạ lắm. Chẳng biết ba vị này từ cái hệ vũ trụ nào tới mà quậy quá quậy. Cứu tôi, Tài ơi, chết tôi, Tài ơi. Trời mưa không chịu ở nhà, thấy có một đống cát không ai canh giữ, ba vị này liền rủ nhau vào chơi trò tắm cát. Ông người nhện được ưu tiên chôn xuống cát trước, hai ông bạn Avatar và siêu nhân điện quang thì hi ha hi hục để nén chặt cát lại. Mãi mê chơi không để ý, đột nhiên bà Avatar phát hiện thấy có camera quay lén, liền khiêu khiêu ông điện quang. Cả hai sợ ông camera đi mét với chủ của đống cát nên lập tức tẩu tán bỏ bạn mà chạy. Vội tới nỗi bỏ luôn đôi dép. Còn ông người nhện thì thảm rồi, nằm trong đống cát không biết gì hết, trồi lên không thấy đồng đội mình đâu, chợt thấy có camera cũng liền lập tức đứng dậy bỏ chạy, nhém tí là khỏi về nhà rồi. Bộ ba này không biết từ đâu xuất hiện, nhưng với những cử chỉ quá đáng yêu, bộ ba này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Tôi đã không thể nhịn được cười cho đến lúc thằng người nhện ngóc đầu dậy. Nhém tí chung sống ông người nhện rồi. Avatar người ta cao trên 2 mét, còn Avatar này là phiên bản của người lùn hả ta? Giây phút giải trí sau những ngày giải cứu trái đất căng thẳng đây mà. Avatar này thân thiết với trái đất ghê, coi chừng nó đến để thám thính đó. Người nhện với điện quang cẩn thận. Còn bạn có thấy thích thú với những hành động của bộ ba này không? Hãy để lại suy nghĩ của mình ngay phần bình luận bên dưới nhé.